Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trưa ngày 16 tháng 5 của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, sáng nay, Quận ủy Đống Đa tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên trên địa bàn. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết dự và trao huy hiệu Đảng tặng các đảng viên 75 năm tuổi Đảng. Dịp này, Đảng bộ Quận Đống Đa có 600 đảng viên vinh dự đón nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã trực tiếp trao huy hiệu cao quý của Đảng cho các đảng viên lão thành. Đây là niềm vinh dự tự hào không chỉ của cá nhân các đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung và Quận Đống Đa nói riêng, thể hiện sự trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với sự đóng góp của các đảng viên lão thành trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội mong các đồng chí đảng viên cao tuổi giữ sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu, bồi dưỡng giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.